Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Hướng hóa phát triển và hội nhập. Trong chương trình kỳ này, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Hướng hóa chú trọng phát triển mạng lưới y tế thôn bản. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, không khí ngày Tết vẫn tràn ngập trong từng nhà. Song tranh thủ thời tiết nắng ấm, bám sát khung thời vụ, trong những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã ra đồng làm đất, vệ sinh ruộng đồng, gieo cấy lúa xuân, quyết tâm dần một vụ mùa thắng lợi. Ngay sau Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị sản xuất vụ xuân đã diễn ra khá tích cực ở các địa phương trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Bà con nông dân đã xuống đồng sản xuất. Hiện tại huyện Hướng Hóa đã hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân với diện tích 980 ha, đạt 96% kế hoạch. Trên địa bàn cả xã Tân Hợp, Hướng Tân, người dân ở đây đang tập trung thu hoạch khoảng 158 hectare các loại nông sản như gừng, môn tím, khoai sò và rong riềng để cung ứng cho thị trường và làm đất chuẩn bị cho thời vụ tiếp theo. Ở cả xã Như Thuần, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn Khe Sân, bà con liên tục xuống giống và thu hoạch các vụ hoa nối tiếp nhau để xuất bán ra thị trường. Tại các vườn ươm giống và thiết kế lâm nghiệp, các đơn vị đang khẩn trương cho công nhân làm đất, đóng bầu ươm giống. Trên vườn luôn có thường xuyên từ 10 đến 15 công nhân làm việc nhằm đảm bảo kịp tiến độ đề ra. Năm nay các đơn vị vẫn tiếp tục gieo ươm các loài cây gồm cà phê, tràm, keo, bơ lời, thông, trám và lạt hoa. Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn, làm chết 3 người, làm bị thương 6 người. Trong đó, huyện Hướng Hóa xảy ra một vụ làm bị thương một người. Ban An toàn giao thông huyện Hướng Hóa đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác an toàn giao thông và đề ra các giải pháp chủ yếu để giảm tai nạn giao thông trong năm 2018. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cả về chiều rộng và chiều sâu. Song song với đó, tăng cường phối hợp trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các lực lượng, nhất là công an huyện và công an xã. Ban An toàn giao thông huyện Hướng Hóa cũng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị quan tâm đầu tư cùng tín hiệu giao thông tại thị trấn Khe Sân và Lao Bảo nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thiếu nhân lực cơ sở vật chất là tình trạng chung của ngành y tế các huyện vùng cao. Điều này trở thành rào cản lớn nhất trong việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Xác định được những vấn đề trọng tâm này, những năm gần đây, huyện Hướng Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở. Bước đầu đã có những hiệu quả nhất định và được người dân tin tưởng tìm đến khám chữa bệnh. Hơn 3 năm công tác tại trạm y tế xã A Túc, bác sĩ người Paco Đinh Văn Bảo luôn thấu hiểu những thiếu thốn và khó khăn trong công tác khám chữa bệnh tại địa phương. Với mong muốn chăm sóc sức khỏe cho người dân thôn bản được tốt hơn, bác sĩ Bảo luôn tận dụng các khóa đào tạo, nâng cao do đơn vị cử đi để ngày một hoàn thiện tay nghề. Đến nay, bác sĩ Bảo là một trong ba bác sĩ có tay nghề giỏi của trạm y tế xã A Túc. Tuy áp lực công việc khá lớn, được giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc theo dõi, điều trị cho 6 bệnh nhân lao phổi. Nhưng bác sĩ Bảo luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ứng cho bà con mình là hiểu biết nhiều hơn về cái bệnh tật á, nhất là các cái chương trình đó, mà như lao này nọ trước đây bà con họ rất ngại tiếp xúc với ngành y tế, mà sau này từ khi đi truyền thông mà vận động bà con thì họ hiểu dần, họ không ngại nữa, là mong muốn nhất là làm sao mà cho bà con mình là có sức khỏe. Trạm y tế xã A Túc là một trong những trạm đạt chuẩn và có chất lượng khám chữa bệnh tốt trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Hiện toàn trạm có 7 cán bộ, nhân viên, trong đó có 3 bác sĩ đa khoa. Ngoài thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, truyền thông giáo dục sức khỏe, hàng tháng, trạm A Túc thực hiện khám chữa bệnh cho trên 300 người dân, đồng thời thực hiện kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe, bà mẹ trẻ em. Vì vậy, việc đào tạo chuẩn hóa đội ngũ luôn được trạm thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, công tác đảm bảo hoạt động hiệu quả của 100% đội ngũ y tế thôn bản là một yếu tố quan trọng được trạm duy trì tốt. Với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề, trách nhiệm với công việc, nên hầu hết người dân trong xã khi đau ốm không phải đi xa, được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc ngay tại trạm.
để khám cần tự chúng tôi không phải đi xa để khám lấy thuốc, chỉ cần ra trạm là có bác sĩ khám rồi. Bác sĩ rất nhiệt tình vui vẻ, có bác sĩ con chúng tôi đau ốm cũng không lo nữa. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bên cạnh công tác nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại trạm A Túc cũng được đầu tư đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Nhà trạm, phòng bệnh được tu sửa, nâng cấp. Hiện trạm đã có một máy siêu âm, một máy điện tim, máy đo đường huyết và nhiều thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Mình phải đồng viên này là phải hộ bệnh nhân tới là mình phải phục vụ chú đạo cho bệnh nhân chăm sóc. Mình nếu mà có điều kiện mà để xây dựng nâng cấp trạm này, thì giống như các trạm của Đông Băng thì còn tốt hơn để phục vụ cho nhân dân. Huyện Hướng Hóa hiện có 21 trên 22 trạm y tế xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong đó 100% trạm có bác sĩ. Đối với một huyện vùng cao với gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Đây là những con số khá ấn tượng. Để đạt được những kết quả vượt bậc trên, Ủy ban Nhân dân huyện và ngành y tế luôn tập trung cân đối và lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa hệ thống các trạm trên toàn huyện. Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với các chương trình, dự án của chính phủ và phi chính phủ để trang cấp thiết bị khám chữa bệnh. Cùng với đó, thường xuyên tuyển mới đội ngũ y bác sĩ trẻ có chuyên môn và tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Được sự hỗ trợ của Sở Y tế, của Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thì cũng đang từng bước đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ y tế cơ sở, xã để sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phương tiện. Một cái vấn đề liên quan với cái năng lực của y tế thì ta cũng còn phải có cái mà tuyên truyền phổ biến cho người dân, giáo dục để và đặc biệt là tạo cái niềm tin với cái chất lượng, cái năng lực của y tế cơ sở. Việc đầu tư cho y tế cơ sở là đảm bảo công bằng hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế của người dân khắp các vùng miền dân tộc. Song muốn đạt được mục tiêu này thì ngoài vấn đề kinh phí, rất cần sự phối hợp và có những chính sách đồng bộ khác, nhất là chính sách đào tạo, thu hút nhân lực để giúp cho công tác y tế ngày càng nâng cao. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn bản, từng hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, xóa bỏ các hủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sức khỏe. Từ đó, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở toàn huyện trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy, luôn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên. Chuyên mục Hướng Hóa phát triển và hội nhập kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.